Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 14 ngày ăn 100% gạo lứt nguyện qua đại dịch. Người khác dùng 14 ngày cách ly để phòng Covid lây lan. Chúng ta tình nguyện thực hiện 14 ngày ăn 100% gạo lứt, ăn số 7 để phòng đại dịch và cầu nguyện cho đại dịch qua mau. Bắt đầu thực hiện ăn 100% gạo lứt từ ngày 01/4, 14/4/2020. Cách chế biến gạo lứt: nấu cơm, nấu cháo, xay bột, làm bún, làm bánh, bèo, ướp, cuốn, rang cốm. Có thể ăn với muối, muối mẻ, tương tam aji, miso, sao cho vừa miệng. Nhai: đối với cơm, nhai ít nhất 100 lần trên miếng ăn, khoảng 1 phút. Đối với cháo, bột, bánh nhai 50 lần trên miếng. Một miếng nuốt một lần, tức nhai đúng 100 lần mới nuốt. Không nên nuốt nhiều lần cho một miếng ăn, sẽ gây khát nước. Số lượng: 1-2 chén trên bữa ăn, ngày ăn 3 bữa, nên ăn 1 chén trên bữa. Nước uống: uống ấm, không uống nước lạnh. Vận động: tập thể dục nhẹ nhàng, đi bộ, tập khí công, thiền, yoga. Tinh thần: tự tin, thoải mái, vui vẻ, lạc quan, phát khởi lòng yêu thương đến mọi người mọi loài. Trước tình hình dịch bệnh ngày một phức tạp, mỗi chúng ta phải làm một việc gì đó cùng chung tay đóng góp cho cộng đồng để ngăn đại dịch này. 14 ngày ăn 100% gạo lứt là một góp phần như thế. Chắc cũng không khó gì để đi qua 14 ngày này. Vì chính mình, vì người thân, vì mọi người, hãy cùng hành động ngay. Ăn ít và ăn đúng thức ăn để dương hóa nhanh cơ thể. Virus không thể sống trong môi trường cơ thể dương, môi trường kiềm. Virus chỉ sống trong môi trường âm. Đây cũng là cách tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Chú ý, người không tự tin, hay lo âu, sợ sệt, sợ thiếu chất thì không nên tham gia ăn 100% gạo lứt. Nếu quý vị đồng cảm và tham gia thì comment, tôi tham gia. Trong 14 ngày tham gia ăn số 7, anh chị có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ gì, vui lòng liên hệ Đặng Ngọc Viễn, FB, Sở Đờ Tờ Đơ Lô, 0949.89.5959. Tôi từng ăn số 7 khoảng 8 năm và trong đó có 3 năm liên tục. Danh sách tham gia: link tham gia ở dưới.